Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cầu. Trong video của buổi tối ngày hôm nay, kênh Học Từ Online sẽ gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về một trận cờ rất hay, đặc sắc đánh trong giải cờ tướng huyện Châu Bôi năm 2009. Bê đỏ đi tiên là danh thủ Vương thứ nhất và người cầm bên đen là danh thủ Bạch Miêu Tô Thung Trinh. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Trận cờ bê đỏ đi tiên chơi tấn công bằng pháo đầu, đến thứ vương, pháo hai bình năm để tấn công trung lộ. Bê đen cho phát triển bình phong. Đầu tiên là phần cờ cho khởi mã. Mã 2 tiến 3, xe chế bình 8, bên đỏ vương xe 1 bình 2, binh 7 tiến 1 và tiếp theo phần cờ cho phát triển mã qua đến từ biên tiên của vương. Mã 2 tiến 3 đến từ Tô Thung Trinh, biên tiên binh 7 tiến 1 và tiếp theo là phần cờ cho tượng 3 tiến 5 đến từ Tô Thung Trinh. Ngoài bên trên anh có thể cho tiến pháo qua, tạo ra thế trận song pháo qua 2. Một hình cờ cũng khá hay để chống lại sự tấn công đến từ pháo đầu của biên tiên. Tiến pháo qua, bên đỏ có cho hoành xe có thể chuyển pháo 2 bình 3 để ngó tượng. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến. Đến từ bên đen là phần cờ cho tượng 3 tiến 5. Bên tiên vương cho tiến xe qua điểm cao và tiếp theo là phần cờ cho phát triển mã ngay. Mã 7 tiến 6 đến từ bên đen. Ngoài ra có thể triển khai phần cờ pháo 2 tiến 1 đang đe dọa phần cờ cho binh 3 tiến 1. Có binh xe qua có thể cho thoái mã về ngay. Mã 3 tiến 5. Một hình cờ cũng khá cơ bản trong bối cảnh trên. Binh 3 tiến 1 có thể cho bay mã qua để che đường. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ Tô Thung Trinh. Anh cho phần cờ cho mã 7-6, vươn mã qua để tìm hướng công. Vương cho bình pháo qua biên để mở đường xe chế bình 8. Bên đen xe 1 bình 2. Vương cho điều xe qua bắt mã. Mã 6 tiến 7 chém tốt. Và tiếp theo là phần cờ cho chạy xe chế bình 8 ra quân chủ lực. Pháo 8 bình 7 đang mai phục thủ đoạn cho mã 7-5. Xe 4 bình 3, pháo chạy đi. Và tiếp theo là phần cờ cho tiến xe qua điểm cao để gây áp lực về trận hình đến từ biên tiên của vương. Trong bối cảnh trên thì Bạch Miêu Tô Thung Trinh lập tức cho phần cờ xịt 4 tiến 5. Bên đỏ cho điều pháo qua. Và tiếp theo là phần cờ cho xe 8 tiến 1 đến từ Tô Thung Trinh. Ngoài bên trên anh có thể cho bình pháo qua biên để mời đấu xe. Đánh như vậy hai bên có thể đấu xe ngay. Bên đen cho thoái mã về thì bên đỏ có thể dùng xe để chém tốt trung lộ. Một hình cờ hay đến từ cả đôi bên. Các bạn sẽ cùng đón xem biến hóa trong thực chiến. Trong bối cảnh của ván cờ, bên đen lập tức cho xe 8 tiến 1 ngay. Bên tiên cho vượt pháo đường biên. Xe 2 bình 4. Xị 6 tiến 5. Và tiếp theo là phần cờ cho tách pháo qua biên. Pháo 2 bình 1 đến từ Tô Thung Trinh. Vương cho tiến xe bắt pháo. Xe 8 tiến 1. Pháo thoái về và tiếp theo phần cờ cho tiến pháo làm khó. Đang đe dọa bắt mã. Và trong bối cảnh trên thì bên đây quyết định bằng phần cờ cho thoái mã về để tấn công. Ngoài ra có thể đơn giản hơn bằng phần cờ xe 4 bình 3. Một hình cờ khá cân bằng. Đánh như vậy mà bên đỏ có vật pháo qua để cho xe 3 tiến 2. Không đầu xe có thể chiếu thì thoái xi về thôi. Các bạn sẽ cùng đón xem hình cờ trong thực chiến. Đến từ bên đen là phần cờ cho thoái mã về để mở đường cho pháo bắt xe. Tuy nhiên thì bên đỏ của vương với bản lĩnh thiên tài, anh không cho thoát xe đi. Thì hướng đơn giản là xe 8-1. Đánh như vậy mà bên đen có vật pháo qua pháo có thể cho bình xe trên pháo biên. Còn trong bối cảnh có cho thoái pháo về thì nuôi xe về thôi. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ ngoại tình khách. Anh lập tức cho phê pháo ngay, dùng pháo đoạt tượng chiếu tướng. Một đường cờ tấn công sống xét đến từ biên tiên. Bên đen tượng 7 tiến 5, vương có thời cơ dùng xe chém tượng. Một thủ pháp, một pháo đổi đối tượng đến từ bên đỏ. Trong hình cờ trên, để trước áp lực tương đối khó khăn thì bên đen lập tức cho xe 1 tiến 2. Mời đấu xe. Trong hình cờ trên thì bên đỏ đấu xe ngay. Các bạn thấy ngay nếu mà sai lầm cho thoái xe bắt tốt thì sao? Đấy như vậy thì không ổn khi mà bên đen có thời cơ cho tiền pháo qua để bắt chết xe ngay.
phá 1 tiến 2. Có tiền phóng qua vẫn không ổn, khi đó là phần cờ cho binh 3 tiến 1. Một đánh cờ bên đỏ chết xe trong bối cảnh trên. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ bên tiên. Anh lập tức cho đấu xe ngay. Tôi thu trình cho vách sĩ quan bắt xe. Bên tiên vương cho thoái xe bắt tốt, xe 3 thoái 1. Mặc dù kém quân, tuy nhiên thế tấn công từ bên đỏ đang vô cùng linh hoạt. Bên đen cho thoái mã thoát đòn. Bên đỏ mã 3 tiến 4 đang bắt cây. Mã 8 tiến 9 và tiếp theo là phần cờ cho chuyển vào trung lộ để tấn công và thoát đầu. Một đường cờ tấn công rất hay dành cho bên tiên. Ngoài bối cảnh trên thì bên đỏ có thể bình xe vào đường 8 để tấn công. Các bạn thấy ngay vẫn là một hình cờ mà bên đỏ có thể bao vây mạnh. Các bạn sẽ cùng đón xe phần cờ trong thực chiến. Vương cho chuyển pháo vào đầu. Xe 8 tiến 4, vương cho bay mã qua để chém tốt ngay. Một hình cờ ngày một khó đi hơn dành cho bên đen. Xe 8 tiến 3, bên đỏ không chạy, mã đi lập tức là phần cờ cho điều xe qua lộ 8 ngay để đối công. Và tiếp theo là phần cờ cho mã 2 tiến 1 lượn theo đường biên. Ngoài bối cảnh trên thì bên đen còn hai biến khác với phần cờ cho tiến xe chém mã thì sao? Khi đó bên đỏ đơn giản cho tiến chiếu ngay, ép tường chạy tầng 2, tiếp tục thoái chiếu. Các bạn thấy ngay một đường cờ tấn công quá hay dành cho bên đỏ trong hình cờ trên. Thoái về có thể cho bình xe bắt pháo đơn giản hơn, hoặc là phần cờ cho thoái mã về để chiếu tường tấn công, vẫn là bối cảnh mà bên đỏ sẽ thắng nhanh trong hình cờ trên. Các bạn sẽ cùng đón xem một lựa chọn khác dành cho bên đen trong bối cảnh trên mà cho 2-3 thì sao? Đánh như vậy thì bên đỏ có thể cho thả chiếu ngay. Pháo bình qua vẫn là bối cảnh mà bên đỏ thắng nhanh trong hình cờ trên. Các bạn sẽ cùng đón xem phần cờ trong thực chiến đến từ Bạch Miêu Tôn Tung Trinh. Anh cho mã khởi đường biên, mã 2 tiến 1. Tuy nhiên thì bên đỏ lập tức tung đòn tấn công sấm sét để tạo ra sát cục ngay. Đầu tiên là phần cờ cho tiến xe chiếu, ép bên đen phải chạy tới tầng 2. Và tiếp theo phần cờ cho thả mã qua để sát cục ngay. Đánh ra vị cờ trên thì bên đen tính phải sát cơ, đã phải bùng cờ xin thua. Các bạn thấy ngay điều tướng qua lộ 6 thì sao? Khi đó bên đỏ đơn giản cho thả mã qua thôi là sát cục. Trong hình cờ đó mà cho lệch tướng qua lộ 4 thì vẫn thua, với phần cờ cho bay mã qua để chém xin ngay vẫn là sát cơ. Như vậy kênh học của Tướng Online vừa gửi tới các bạn bài bình luận và phân tích nhanh về ván đấu trên một trận hình cờ thì triển pháo đầu tấn công rất hay, đỉnh cao đến từ ngoại tinh lấy khách một phương thứ nhất khi đối mặt cùng Tôn Tung Trinh trong giải của Tú Huệ Châu Bôi năm 2009. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.